hệ thống dừng cầm chừng hay gọi là Idle Stop á, thì được ứng dụng rộng rãi trên các cái dòng xe tay ga của Honda và Yamaha. Thì mình sẽ nói về cái nguyên lý làm việc của hệ thống này cũng như là các cái hư hỏng mà nó thường xảy ra trên hệ thống. Thì qua đó mình sẽ hiểu thêm về cái cách vận hành của hệ thống cũng như là cái cách mình tìm kiếm cái ban bệnh mà xảy ra trên hệ thống này. Thì hệ thống dừng cầm chừng hay gọi là Island Stop ha. Thì Island Stop là nó được ra đời dựa trên cái nền tảng là hệ thống đề từ ACG. Đó, tuy nhiên thì trên các dòng xe nó cũng có một cái xe là xe Yamaha Yanus á. Thì xe đó là nó sử dụng đề cơ, là mình gọi là đề lao, đề phóng đó, là sử dụng motor đề. Nhưng nó vẫn có hệ thống dừng cầm chừng ha. Thì cái thằng đó là thằng đặc biệt, thì lát mình sẽ nói sau. Thì đa số hệ thống Island Stop là nó ứng dụng trên xe đề từ từ Abarth 2013 15 đúng không ạ? Thì cái nút điều khiển của nó là nút bên tay phải ha, ngay nút bên tay phải đây. Thì trên nút nó sẽ có hai chức năng, một là idling, idling tức là guarantee á, cầm chừng ha. Tức là nếu chúng ta bật lên thì nó sẽ chạy ra cầm chừng bình thường. Còn nếu chúng ta bật xuống thì nó sẽ là idling stop ha. Idling stop tức là nó sẽ dừng cầm chừng. Khi mình dừng đèn xanh đèn đỏ khoảng tầm 3 giây là nó sẽ tắt máy ha, nó dừng. Còn nếu bật lên là chạy guarantee liên tục. Thì khi nó hoạt động thì lúc này cái đèn chữ A nó sẽ nhấp nháy ha, đèn chữ A này sẽ nhấp nháy. Đấy. Thì ở giai đoạn đầu khi mà hệ thống nó ra đời á, thì chúng ta chỉ cần bật công tắc xuống vị trí Island Stop là cái đèn nó sáng lên, đèn xanh nó sáng lên. Đấy, tức là hệ thống nó được kích hoạt ngay lập tức. Đấy, tuy nhiên qua những cái đời sau thì lúc này khi chúng ta bật cái công tắc lên thì lúc này cái đèn nó chỉ sáng lên một lần sau nó tắt, sáng lên một lần sau nó tắt ha, chạy tới khi nào nó đủ điều kiện hoạt động của hệ thống thì đèn lúc này mới sáng lên lại. À, tức là nó khó hơn so với giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu chỉ cần mình bật một cái là chạy luôn. Còn giai đoạn sau này thì bật lên nó sáng xong nó tắt và chạy tới khi nào nó thấy ok nó mới sáng lên lại ha. Còn khi chúng ta đang dừng cầm chừng thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy, à, đèn nó sẽ nhấp nháy. Đó là cái về sơ lược về Island Stop ha. Đó, thì hệ thống này hầu như là ứng dụng những xe đề từ của Honda. À, về tổng quan hệ thống thì nó sẽ liên quan nhiều tới các cái cảm biến, ví dụ như là cảm biến bấm ga, TBS ha, cảm biến tốc độ xe, cảm biến VS, cảm biến nhiệt độ động cơ, ECT. Đấy. Rồi công tắc Island Stop, đèn báo Island Stop và IC điều khiển động cơ. ECM ha, Engine Control Module. Đấy. Thì như vậy thì nó liên quan chủ yếu là chỉ có ba cảm biến thôi anh. Cảm biến thứ nhất là cảm biến tay ga để báo hiệu là xe mình có đang lên ga hay là đang ngã ga. Thứ hai là cảm biến VS là cảm biến báo độ báo báo hiệu cái tốc độ của xe, tức là báo về IC là xe có đứng yên hay là đang di chuyển ha. Cảm biến ECT là cảm biến nhiệt độ động cơ, báo cho IC nó biết là máy đang nóng hay là máy đang nguội. Đấy. Và công tắc Island Stop là công tắc kích hoạt. Đấy. Tổng quan thì nó chỉ liên quan tới một số cái như vậy. Về nguyên lý hoạt động thì chúng ta sẽ coi cái video này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống. Khi xe mà chúng ta đang đang di chuyển mà, đây là xe đang di chuyển nè. Đấy. Đây, tôi sẽ mở lại. Đó, khi xe mà đang di chuyển này, đó, người điều khiển thắng lại, phanh lại ha. Thì sau một quá trình hoạt động khoảng tầm 3 giây thì lúc này cái IC nó sẽ ngắt, ngắt tín hiệu làm cho động cơ mình dừng, động cơ mình dừng, tắt hoàn toàn ha. Sau đó khi mà lên ga, khi mà lên ga thì lúc này cái IC nó sẽ nhận tín hiệu từ bấm ga và nó sẽ điều khiển hệ thống khởi động để nó giúp cho động cơ hoạt động trở lại. Đấy. Thì nhiều người mình không cảm nhận được cái quá trình khởi động lại của cái xe. À, tức là mình nghĩ là lên ga là chạy đúng không? Lên ga là chạy. À, tự nhiên mình học nghề này mình biết rồi. Một cái động cơ nó đang đứng yên mà chúng ta lên ga, mà nếu mà nó là không khởi động mà nó chạy được thì vô lý, nó sẽ khởi động lại. À, tuy nhiên thì quá trình khởi động của nó diễn ra nhanh và thứ hai là êm, nên là hầu như chúng ta sẽ không không cảm nhận được ha. Chúng ta coi lại một lần nữa ha.
Đầu tiên là khi xe đang chạy nè, dừng lại nè, dừng lại, tắt máy ha, tắt máy đó. Thì lúc này nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là spin back, tức là hiện tượng quay ngược của cốc máy ha, quay ngược lại. Đấy. Khi lên ga là nó sẽ khởi động lại. Đó, nghe không nhầm. Thì có anh nào giải thích được tại sao nó quay ngược lại không anh? Tại sao nó quay ngược lại không? Nè. Chúng ta thấy nè. Nhìn lại lần nữa ha. Đó, xe đang chạy tới nha, nhìn cái bê tông nó di chuyển nè. Đó, tắt máy nè. Đó, cốc máy quay về nè, đó nó lùi lại. Đó thì có anh nào giải thích được tại sao nó lùi lại không? Để mình trao đổi tí ha. Bạn nãy tên gì quên rồi ta, bạn Quý đúng không? Hay là bạn Lai à? Nghe rõ không? Bây giờ mình nghe rõ nè, Vinh nghe rõ không Vinh ơi? Dạ nghe rõ thôi. Em nhìn thấy cái video nó chạy không? Thấy cái bê tông nó quay ngược không? Dạ thấy thôi. Em biết tại sao nó quay ngược không? Dạ cái này em nghe còn yếu nên em chưa hiểu rõ về máy này thôi. Chị rõ hả? Tức là cái máy mình thì chạy nó quay tới, nhưng mà khi tắt máy là nó sẽ quay quay lùi lại, quay lùi lại. Có bạn nào chết được không? Có bạn nào tìm hiểu tới đây chưa? Này cái vụ quay ngược này chắc anh Liêm biết rồi đúng không? Anh Liêm thấy cái máy nó quay ngược chưa? Tức là xe đề từ á, thường tắt máy là nó cứ quay lùi lại. Có thì cô thấy đó nhưng thấy nó trả trả những giống như trả điện nhưng không hiểu nguyên lý cái thầy. À, tức là khi mình tắt máy là cái vô lăng nó cứ khịch 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 lại cái rồi mới tắt. Cái đề từ nào cũng vậy, mấy anh để ý cái đó ha. Đó thì một cái động cơ mình khi nó hoạt động thì theo chu kỳ hút nén nổ xả thôi. Kỳ hút là bê tông đi xuống nè, bê tông đi xuống nó hút xăng vào, kỳ nén là nó đẩy bê tông đi lên, nó nén nó tạo là áp suất. Một động cơ xăng mình là nén khoảng tầm 9 đến 12 kg ha, khoảng 10 kg. Rồi cuối kỳ nén Uri đánh lửa nó nổ một cái, đúng không? Tạo áp suất đẩy bê tông đi xuống. Nén thì khoảng tầm 8, 9 đến 10 kg thì nó ná với cái máy máy hơi mình đó. Cái máy hơi là mình bơm cũng tầm 8 kg nó tắt, được không? Còn khi nổ thì nó đạt áp suất khoảng tầm 3 tới 40 kg lần. Đó thì nổ nó đẩy bê tông đi xuống, chạy xuống ha. Còn khi mà nổ xong rồi bắt đầu bê tông nó lại đi lên, cái trớn nó quay đẩy bê tông đi lên, nó xả khí ra. Thì đó là nguyên lý động cơ 4 kỳ hút nén nổ xả. Thì khi một cái xe mình đang chạy bình thường anh, nếu mình nó tắt máy ha, tắt máy bật chìa khóa tắt, hoặc là giống như nãy nó dừng cầm chừng á, nó đơn giản là khi chúng ta tắt thì lúc này bê tông nó sẽ quay trớn, đúng không? Nó sẽ quay trớn rất là nhiều vòng. Thì theo mấy anh nó quay sẽ quay tới kỳ nào nó sẽ đứng. Đó. Một cái máy mình đang chạy tắt chìa khóa một cái, máy nó quay trớn ha, thì tới kỳ nào là bê tông sẽ dừng lại. Đó, nào trả lời được không? Hút nén nổ xả tới chỗ nào nó sẽ đứng lại. Để mà anh đoán à. Để mà anh là tới vị trí nào nó sẽ đứng. À, số 1, số 2, số 3, số 4. Nén thầy số 2 thầy. Chắc chắn là tới Em kỳ cũng là nén số 2 thầy. nó đúng rồi, chính xác. Chắc chắn là tới kỳ nén là nó sẽ dừng lại, tại vì nó không thể nào nó qua được cái nén đó. Đúng rồi, tức áp suất của nó là nó nặng mà. Nếu mà nó lỡ mà nó qua cái nén đó thì nó cũng quay hết cái dòng nó tới nén nó đứng. Đấy. Nên là khi mà mình khởi động lại á, khi mình đề ba lại thì lúc này cái lực đẩy từ dưới đẩy lên là rất nặng, nên là lý do tại sao nó sử dụng cơ cấu cam giảm áp, đúng không? Mình gọi là trên xe riêng quay thì nó có cái gọi là mắt kiến á, còn trên máy xe tay ga thì nó gọi là chó cam á, đó để nó đè cái cam xuống, đè cái bắp xuống để cho nó xả bớt cái hơi ra. Nó thì cơ cấu cam giảm áp nó giống như cái cơ cấu mà nên mình ở quê có cái máy máy D máy nổ đó, quay cái máy bằng tay quay ha. Quay máy bằng tay quay thì nó có cái cò bên tay trái đó, biết có anh nào biết cái đó không? Biết bây giờ ở quê còn xài cái đó không ta, còn dùng cái máy đó không, máy nổ Vinh đâu biết cái đó không? Dạ không Đấy. thầy. Không biết hả? Cái máy người ta để Dạ. bơm nước hay là xây cà phê rồi đó, em ở quê đâu? Em quê Bình Định thầy. Bình Định hả? Bình Định mấy cái máy nổ có tay quay quay không biết ta. Hồi lâu em không biết tới mấy mấy đó thầy. Chỉ thấy thôi chứ không biết nó hoạt động như thế Thấy người nào. ta quay máy chưa?
thấy người ta quay máy chưa? Thấy rồi, hồi lâu có mấy xe lúa xong rồi cây quay À, quay đúng quay. rồi, khi mình quay á, là tay phải mình quay còn tay trái mình kéo cái cò ha. Nó thì cơ cấu nó cũng là đè cái số bắp vô, để khi mình kéo nó đè số bắp vô để cho nó xả bớt cái hơi nén đi thì mình khởi động cái nổi đấy. Thì cái cơ cấu cam giảm áp mình tháo ra trên cái đầu bò nó không có mà. Đấy, thì nó sẽ có những cơ cấu nó ép cái số bắp vô. Thì nó tóm lại là khi mà động cơ mình dừng, mình tắt máy mình nghỉ ha, thì lúc này nó sẽ đứng lại ở kỳ nén, đứng lại ở kỳ nén và muốn khởi động lại thì lúc này lực đẩy lên sẽ rất là lớn, nó nặng máy nên người ta phải sử dụng cơ cấu là cam giảm áp. Nên là những cái máy mà các anh ráp máy á, anh hay bỏ cái đó ra, bỏ cam giảm áp ra là đề không được, đề không được ha. Xe đề cơ thì có thể đề được, xe rim quay thì có thể đề được, nhưng mà xe đề từ là đề không nổi, đề lên cứ giặt xuống, đề lên cứ giặt xuống đó. Nên thường thường anh em mà hay ráp máy xong rồi kêu đề không được là mình cứ kêu tháo cái súng buri ra đấy, tháo buri ra mà đề được chứng tỏ là cái dàn nén của anh có vấn đề. Tháo buri ra cho nó trống hơi em anh, phải để buri vô đề không nổi nhưng mà tháo buri ra đề được, đó là cái dàn dàn cam cò anh có vấn đề. Thì quay lại vấn đề ở đây, khi mà dừng lại kỳ nén như vậy, nếu mà chúng ta đề lên để khởi động á, thì thứ nhất là cái lực lực kéo của cái motor đề nó rất là nặng ha, nó sẽ phát ra tiếng kêu, nó phát ra tiếng kêu và nó không tạo được cái độ êm dịu khi mà mình lên ga là nó chạy lại ha. Nên do đó khi mà tắt máy thì lúc này piston nó đứng lại kỳ nén và IC nó sẽ điều khiển cái vô lăng mình á, cái đề từ á, nó sẽ quay ngược lại ha, nó sẽ quay ngược lại. Thì trước kỳ nén mà nó quay ngược lại thì nó sẽ rơi vào kỳ gì mà quay về lại ha, đó nó sẽ rơi vào kỳ này, kỳ hút ha, rồi kỳ nạp á, nó sẽ nằm đây nó chờ nè, nằm đây chờ. Thì khi mà mình lên ga lại á thì lúc này IC nó sẽ điều khiển cái đề từ nó đề, thì khi mình đề ở giai đoạn này thì lúc này piston sẽ đi lên đây xuống, piston sẽ đi lên đây xuống đấy. Khi mình đề là cái bê tông nó sẽ chạy xuống, đúng không? Nó sẽ chạy xuống, nó làm cho cái máy mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có bị lực cản ha, và giúp cho động cơ mình đề nó sẽ rất êm. Hầu như là chúng ta không nghe được tiếng đề khi mà lên ga. Đây, mình coi lại lần nữa nha. Đó. Đây là trường hợp xe đang chạy tới nè, mình nhìn cái chiều quay nè, đúng không? Để chân xuống nè, tắt máy nè. Đó, máy dừng lại kỳ nén đó, sau đó dê lại cái là nó sẽ ở kỳ hút. Khi đề là tông kéo xuống nè, đề là tông kéo xuống nè, để ý ha, đó đó kéo xuống ha, nó kéo xuống nó nén lên một phát là nổ luôn, nén một phát là nổ luôn, tức là đề rất là nhanh, đề rất là nhanh, hút xuống đẩy lên là nổ ha. Thứ hai nữa là rất là êm, hầu như mình không nghe được cái tiếng khởi động đó, đề từ nó đã êm rồi mà đề nhanh nữa, nên là mình cảm giác là không có đề ha. Nhưng mà nói về nguyên lý xe động cơ bây giờ không đề làm sao nổ, đúng không ạ? Đó là chúng ta rõ chỗ đó nè. Đấy. Thì cái này là cái đặc trưng của xe đề từ, xe đề từ của mình á là nó điều khiển bằng điện ở trong cái cuộn cuộn dây, để nó muốn cho vô lăng quay tới cũng được, mà muốn cho vô lăng quay lui cũng được, nó chỉ thay đổi điện ở trong cái cuộn dây trong dây đồng thôi, mình gọi là mâm điện á, mâm lửa, mà xin lỗi, mâm sạc á, hay là gọi là cuộn đồng nè ha. Thì cái này hôm trước là mình có cái buổi nói về cái đề từ rồi, hôm nay mình không nói lại, không nói lại ha, tức là nó khác biệt so với cái đề bình thường đó. Cái đề bình thường của mình thì nó chỉ quay một chiều thôi, motor điện một chiều thôi, không lẽ nó quay dê được ha, nhưng mà đề từ là quay quay lui được nè, anh coi nè, là một cái máy đang nổ bình thường mình cho quay rồi, quay rồi, tắt máy nè, tắt máy hết nghe tiếng tiếng nổ à, nhưng quay trớn rất nhiều nha, quay trớn rất nhiều vòng đấy. Rồi hết trớn nè, dê nè đó, đi xe giặt dê vô lăng lại để chuẩn bị cho cái lần đề tiếp theo. Khi đề tiếp theo là lúc này nó sẽ kéo bê tông xuống và nó hút xăng vô là nó nổ luôn đấy. Nên nãy mình nói là nó kịch kịch lại là chỗ đó đó, để ý nha, từ từ tắt máy xong là nó không luôn rồi, đây là tắt máy ha, quay trớn nè, nó hết cái trớn lại đứng lại về nén. Khi mà nói lý thuyết thì mấy thông tin mình cho quay video luôn ha,
đó là hiện tượng quay back, hiện tượng quay ngược của lăng cung máy. Mình sẽ quay lại vấn đề về hệ thống ba gác máy. Thì giờ xe của người ta hay bị một cái lỗi, đó là xe chạy mới mua thì hệ thống này nó hoạt động rất là tốt, cứ ra đèn xanh đèn đỏ là dừng là nó tắt, nhưng mà chạy một thời gian là nó chạy hoài luôn, nó không tắt nè, nó chạy liên tục không bao giờ nó tắt đó. Thì người ta mang xe lại cho mình kiểm tra, thì cái quy trình này là quy trình kích hoạt hệ thống, tức là cái tài liệu này là tài liệu gốc ở Honda, tài liệu hãng người ta công bố. Một cái động cơ mà nó muốn hoạt động được cái hệ thống ba gác máy thì nó cần những cái gì, thì đây tôi đưa ra một số cái điều kiện. Thứ nhất là công tắc dừng cầm chừng á, công tắc Airline Stop á, là phải bật on ha. Còn nếu bật off là nó chạy luôn, bật off là tiếp tục nó chạy ha. Thứ hai là cảm biến nhiệt độ ECT, là phải báo là nhiệt độ động cơ là trên 60 độ C, trên 60 độ C tức là máy phải nóng. Nên là chúng ta lưu ý nếu mà sáng ngày mới dắt xe ra máy còn nguội là nó sẽ hoạt động liên tục, nó không tắt nha, nên mình phải kiểm tra coi máy có nóng hay không. Cái thứ ba, cảm biến VS, có một lần là phát hiện là tốc độ vượt qua 10 km/h. Đấy, nhiều anh là đọc chỗ này không rõ, cứ đọc là 10 km, 10 km, mà cuối cùng là cứ nghĩ là xe phải chạy 10 km mới đúng, phải ha. Thì cái đây là tốc độ là có một lần chạy trên 10 km, tức là xe đã di chuyển. Đấy, nên là nhiều khi mình phải phải lên xe mình chạy thử ha, tốc độ nó trên 10 km là được. Đấy, thứ tư là tốc độ xe tại thời điểm mà chúng ta kiểm tra đó thì tốc độ hay bằng không, tức là bánh xe phải đứng yên. Đấy, có nhiều anh là sơ ý là dựng chống đứng lên cái bánh xe phía sau nó cứ quay quay quay, nó không tắt. Đấy, bánh xe phải đứng yên ha. Đấy, và cái cuối cùng là cảm biến TP, là TPS mình đó, là phải đóng hoàn toàn nè, đóng hoàn toàn. Chứ còn nếu mà bánh xe đứng yên mà bánh mình lên ga thì nó cũng cũng không dừng, nó chạy hoài ha. Như vậy thì ở đây người ta đưa ra một số cái điều kiện đơn giản thôi. Thứ nhất là công tắc là phải bật nè, thứ hai là nhiệt độ máy phải nóng trên 60 độ C, thứ ba là tốc độ bánh xe phải đứng đứng yên và xe đã có di chuyển rồi, tức là không phải là sáng mới dắt xe ra là tắt, phải di chuyển ít nhất một lần trên 10 km ha, và tay ga hoặc là buông buông hoàn toàn. Thì đủ các điều kiện này thì lúc này IC đó sẽ điều khiển là dừng cầm chừng ha, là tắt máy tạm thời, và lúc này khi mà lên ga thì lúc này nó sẽ khởi động lại. Thì đó là những cái điều kiện mà hãng người ta đưa ra. Tuy nhiên là xe hiện giờ, các xe bây giờ nó hay gặp cái tình trạng là xe vô khách báo là không tắt máy hay chạy liên tục, kiểm tra nhiệt độ đủ, máy nóng, cảm biến VS ok, cảm biến TP ok luôn, mà nó vẫn không tắt. Đấy, nó vẫn không tắt. Đấy, thì tại sao nó như vậy? Nó còn cái gì nữa? Nó còn cái gì nữa ngoài những cái mà hãng người ta công bố? Thì năm 2018 mình có hướng dẫn bốn bạn sinh viên làm cái đề tài tốt nghiệp của bằng kỹ sư á, bây giờ là kỹ sư rồi. Thì lúc đó làm đề tài mình cho nghiên cứu về hệ thống Airless Stop. Các bạn mua cái động cơ nãy mình quay video á, là động cơ đó các bạn mua về làm nguyên động cơ luôn, mua về làm thử nghiệm trong vòng khoảng 3 tháng và cho mình cái kết luận là tại sao nó không tắt. Tức là hãng người ta đã công bố những điều kiện đó rồi mà thợ thì kiểm tra đủ hết mà nó lại không tắt. Thì các bạn cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui, và cuối cùng rút ra cho mình một số cái vấn đề kết luận như sau. Thì anh em tham khảo ha. Thứ nhất là nhiệt độ động cơ chưa đủ là một ha. Thứ hai là cái phát hiện đó là vòng tua máy cầm chừng thấp, tức là thường mình hay thích là chỉnh Ganti thấp. Đấy, Ganti thấp cho nó êm đúng không, êm như chó thở đúng không, nhưng mà nó thấp quá thì nó không tắt. Thấp quá thì nó không tắt. Cái thứ hai là nó chạy một thời gian là lọc gió mình nó dơ, lọc gió mình dơ thì nó mất Ganti, Ganti nó thấp quá, hoặc là cái dích chỉnh Ganti mình đó, là nó cũng bụi bặm nó bám vô nó cũng nghẹt và nó mất Ganti, thì cái đó nó cũng tắt. Đúng không? Đó, cái thứ ba là công tắc lên không hoạt động, cái này nằm trong điều kiện của người ta rồi, tức là hơi công tắc. Thứ tư là dây dẫn chập chờn. Thứ năm là bốn ga đóng không hoàn toàn. Thứ sáu là đối với BCX thì nó có công tắc yên xe, nó có thêm điều kiện là công tắc yên xe. Dưới cái yên nó có công tắc ha, tức là mình ngồi lên là công tắc đóng. Một cái mà trong hãng không có công bố là cảm biến oxy.
ngay cả mấy xe báo quá cao quá thấp, tức là giàu sang hoặc nghèo sang đó, thì cái giá trị oxy mà đẹp thì nó khoảng tầm 0.3 tới 0.7 là hệ thống hoạt động ha. Lát nữa mình sẽ cho mấy anh coi cái quy trình chẩn đoán luôn, mình có cho xây dựng một quy trình đó, rồi ác quy yếu, quy yếu nó cũng không tắt ha. Anh nào có thể giải thích được tại sao ác quy yếu mà nó không tắt không? Đấy, anh nào giải thích được chỗ này không? Tại sao cái bình yếu mà nó không tắt hệ thống bay máy? Đâu hết rồi, mấy anh đi kia đâu hết rồi. Hai cái mà mình gặp nhiều nhất là cái quy và cái kênh ti. Sao lên? Có khả năng gốc quy á, là dù người ta trong trong cái ECM á, nó sẽ điều khiển không dừng tắt máy để dành cái lưu lượng điện để cho xe khởi động để mọi thứ này kia, khả năng như vậy. Tại vì ở đây nguyên tắc là lên ga nó phải nổ à, tức là lên ga là phải đề lại được, nên là cái quy mà nó yếu rồi thì thực tế mà nói gọi là ông nội nó cũng dám tắt đúng không, tại vì nếu tắt xong mà nó lên ga nó đề không được thì làm sao đúng không, đó là cái quy yếu thì nó sẽ không dám tắt tại vì nó khởi động không được. Nên như vậy ga-ti nó thấp, ga-ti thấp thì lúc này nó cũng rất là dễ tắt máy đâu, nó cũng chập chờn, nó không đều đó, nên là nó cũng không dám tắt. Đó, nó có nhiều yếu tố ha, thì trong những yếu tố mà mình khảo sát được á, thì nó có những cái mà hầu như hãng người ta không có công bố, ví dụ như là xăng kém chất lượng đó, thì trường hợp là các bạn mà lúc mà làm nghiên cứu á, là các bạn mua xăng dởm để mua xăng ngoài á, nó nước nhiều trong đó nhiều rồi đổ vô thì cái máy mình nó chạy cứ kỳ giật ha. Cuối cùng nó cũng không tắt luôn mà nó không tắt đó. Rất nhiều nguyên nhân, hoặc là mình nói một cái bu ri mà nó lửa yếu là máy nổ không tròn tua đã chập chờn là nó cũng tắt đấy. Thì sau khi tổng hợp hết tất cả những yếu tố này á, thì mình rút ra một vấn đề là gì, một cái xe mà nó muốn hoạt động được cái hệ thống ba dây tắt máy á, thì cái xe đó nổ phải cực kỳ chuẩn đúng không, nổ phải cực kỳ chuẩn, tức là tua máy cầm chừng đều, ắc quy mạnh, IC không có lỗi gì hết, rồi bình cảm biến oxy là báo không giàu xăng, không nghèo xăng là phải báo ở giữa hết đó, thì mọi thứ ok thì nó mới dám tắt nha. Và lên ga là phải nhảy nổ đấy, nên những cái máy này nó chạy thời gian nó yếu hơi mất nén là nó bị này bị kia là nó cũng không dám tắt đấy. Đó, nên là cái xe nào mà nó còn hoạt động hệ thống ba dây tắt máy là xe đó còn nổ chuẩn đấy, đó là cái rút ra kết luận chung đấy. Còn quy trình kiểm tra thì mấy anh ưu tiên kiểm tra hai món thôi, thứ nhất là guarantee đúng không, xe khách vô dẫn guarantee trước cho nó lớn tí, và thứ hai nữa là ắc quy à, tại vì cái đó là cái mà nó hay bị à, rồi sau đó bắt đầu mình kiểm tra tiếp những cái còn lại. Thì quy trình ở đây là mình xây dựng các bước rồi à, thì có thể mình gửi cho các anh em cái bảng à, các bước làm quy trình mình làm gọn trong một cái hình ảnh thôi. Đầu tiên là kiểm tra quy nè, đấy, kiểm tra quy ha. Đó, rồi thứ hai là kiểm tra công tắc, cái nào dễ làm trước. Rồi công tắc thì dễ kiểm tra lắm, không cần phải đo đạc đâu, mình bật lên mình thấy cái đèn chữ A nó sáng là công tắc nó còn tốt, còn bật lên mà bật xuống mà công tắc mà cái đèn chữ A nó tối thui là công tắc này hư rồi à. Tức là mình bật lên một cái thì cái đèn nó phải sáng à, nó sáng xong có thể nó tắt luôn cũng được, nhưng mà bật một cái là đèn nó phải sáng đấy. Còn khi nào mình chạy đủ điều kiện rồi thì cái đèn nó mới sáng luôn nha, còn mình bật cái là nó sẽ kích hoạt. Rồi cái thứ tư là bắt đầu mình điều chỉnh guarantee đó, thì guarantee này hôm trước là mình có coi cho hướng dẫn coi thông số á, nói chung là guarantee chuẩn của Honda là khoảng 1.700 nè, theo tài liệu Honda chuẩn guarantee là 1.700 dòng chính phút cộng trừ 100 dòng thôi đấy. Thì cái này mà anh muốn chỉnh được guarantee 1.700 thì mình phải có cái máy đọc lỗi, máy chẩn đoán ha, để mình theo dõi cái guarantee chỉnh cái này trước. Rồi tiếp theo là cảm biến tốc độ xe đúng không, mình chạy mình thử có 1 km nó có lên hay không đúng không, đó rồi kiểm tra thử đấy. Rồi thứ năm là nhiệt độ động cơ, thì cái này nhiệt độ động cơ tôi gọi là trên 60 độ C, nếu chúng ta có đồng hồ VVM thì chúng ta có thể kiểm tra được cái thông số của điện áp của cảm biến nhiệt độ ha. Nhưng mà có cái nếu mà đồng hồ VVM thì chúng ta không khẳng định được là nhiệt độ là bao nhiêu, thì đồng hồ VVM mình chỉ đo volt nè,
đó, nên là cái này hệ thống này muốn chẩn đoán tốt thì chắc chắn phải có máy đọc lỗi rồi. Để mình coi nhiệt độ ha, chứ hoặc là mình lấy cái tay mình rờ vô thì mình cũng đâu biết là 60 độ C không ha, rồi là ấm ấm nóng nóng là được ha. Tiếp theo là góc mở bấm ga, tức là mình đo bằng đồng hồ cũng được, nhưng mà đối với cảm biến bấm ga là mình đo là đo vôn thôi, ví dụ đó là 0.5 V hay là 400 mV gì đó, thì mình chỉ biết là bao nhiêu đó vôn thôi, chứ còn bây giờ góc mở bằng không thì mình đâu có máy đọc lõi thì khó. Đấy, góc mở bằng không tức giờ mình đo nha, là 0.5 V là góc mở bằng không, hay là 0.6 V hay là 0.4 V là góc mở bằng không, là chúng ta không có thông số. Đây oxy, mà oxy nó nằm già trong dãy khoảng tầm 0.3 tới 0.7, oxy thì chắc phải dùng máy đọc lõi rồi. Tóm lại là cái ban này là nên có máy đọc lõi để kiểm tra ha. Đấy, rồi ECM cuối cùng là bây giờ kiểm tra ECM. Đấy, reset hoặc là thay ECM mới. Đó, đây là cái quy trình của nó ha, quy trình của nó mình xây dựng. Đấy, các bước y chang những gì mình nói ha, quy rồi tới công tắc, rồi tới chỉnh garanti, rồi tới kiểm tra tốc độ xe, nhiệt độ động cơ, cảm biến oxy, góc mở bấm ga, và cuối cùng là ECM. Đó là các bước mình chẩn đoán cho một cái hệ thống Airline Stop ha. Thì cái này mà mấy anh sử dụng máy đọc lõi á thì nó sẽ có hai cái, thứ nhất là máy mà bây giờ hay dùng Smart Tool, anh Liêm là dùng Smart Tool hay là dùng cái gì anh Liêm? Mấy anh ở nhà là sử dụng máy gì? Bên chỗ anh Hiếu ở trên đó là dùng máy gì ta? Anh ngồi anh Mình Hiếu đang dùng Smart Tool một thôi. tuần hả? Tra số lên Trên về trên tiệm Minh Hiếu là dùng hai máy luôn thầy, Modocan với Smart Tool luôn thầy. à. Nếu mà Dạ. dùng Smart Tool mà để bắt cái ban này thì nó hơi khó, tại vì chúng ta phải ngồi chúng ta phân tích dữ liệu, tất cả những thông số trên cái máy. Ví dụ những cái này thì mình nhìn vô mình cũng thấy thôi, nhìn thấy hết rồi, cảm biến oxy bao nhiêu volt, rồi bấm ga bao nhiêu volt có hết. Nhưng mà nói về Airline Stop thì bên cái hệ thống máy Motocan á thì nó sẽ hay ở cái chỗ là nó có tính năng chẩn đoán chuyên về Airline Stop ha. Thì đây là một cái xe mà đang chẩn đoán cái bệnh Airline Stop mất 3 giờ tắt máy ha. Đầu tiên mình cũng lấy một máy Smart Tool ra mình đọc, thì đọc các dữ liệu là nó đều ok hết, từ nhiệt độ cho tới cảm biến bấm ga cho tới PS là ok hết, nhưng cuối cùng nó không phát hiện ra gì hết. Rồi mới vô và lấy cái máy Motoscan, thì cái máy Motoscan này thì nó có một chức năng đặc biệt, đó là nó chẩn đoán chuyên về Airline Stop luôn. Đấy. Giờ mình sẽ dùng máy Motoscan đọc lõi ha, chẩn đoán về gadolin. Đầu tiên mình vào mục đọc lõi nha. Cái này ECM không có lõi thì mình sẽ chuyển qua cái Mấy anh nghe cái âm thanh trong video không? Có nghe không? dạ nghe thầy Rồi ok, anh theo dõi cái nào không hiểu hỏi ha. chức năng là chức năng chẩn đoán nâng cao, Nhưng mà một chẩn đoán nâng không chẩn cao đoán nâng hả? cao không bấm Z này, vì mình sẽ chuyển xuống cái lõi là lõi Airline Stop. Trong cái chẩn đoán nâng cao này nó có nhiều cái hiện tượng lắm nha, ví dụ như không thể nổ máy nè, lỗi là stop nè, hao xăng rồi hò ga gì đó, thì mình cứ bấm hiện tượng mình vào là tự động nó sẽ quét. Xe này đang bị Airline Stop. Nó yêu cầu là công tắc Airline On, chân chống giữa dựng lưng, chân giữa lên ha, công tắc On. Đây đã bật On rồi. Nó hỏi là đèn chữ A có sáng hay không. Đây. Đấy. Đấy, đèn Airline có sáng hay không rồi. Đó là khi bật công tắc là đèn nó mới sáng á, còn nếu mà chúng ta bấm no đèn không sáng đèn không sáng tức là cái công tắc nó hư đấy, đó là đèn sáng nó Bấm bật Z chết ha. nha, bật À, không kéo tay ga, ok. Rồi khởi động, nổ anti khoảng 10 phút. Rồi nổ nổ máy đem. chết. Chờ nổ 10 phút 10 để phút. nó kiểm tra Ok. nhiệt độ em, chúng ta phải chờ cái máy nó Ok ha. đi nè. Hệ thống máy nó đang xử lý Làm thông nước tin. cho nó quét cho mình. Hiện giờ nó đang chờ cho cái động cơ mình nó nóng lên nha anh.
động cơ bánh nó nóng lên. Kéo ga lên rồi ok, là nó kêu là kéo ga lên, tăng ga lên khoảng 20 km/h, kéo ga nhất ga lên, giữ xe lại, kéo lên rồi ga lên. Nữa đây. Số hãng yêu cầu là thôi thôi. Ok, rồi yêu cầu bóp phanh. Phanh xong. Rồi khoảng 3 giây. Tổng nó xử lý nè. Tổng máy đang xử lý thông tin. Rồi đây xuất hiện là một trong hai lỗi nha. Tức là những cảm biến bây giờ là nó quét là ok hết và nó sẽ đưa cho mình hai gợi ý. Một là lỗi IC, tức là IC có vấn đề thì cảm biến ok rồi. Hay là quy kém ha, quy kém. Tuy nhiên cái xe này nó đang khó khăn ở một chỗ, đó là cái ắc quy người ta đang đi bình thường, đúng không? Ắc quy đang đi bình thường, đang đề bình thường, đang chạy bình thường luôn. Và bây giờ chúng ta báo thay ắc quy là khách hơi khó chịu. Đó. Một là lỗi xe em, nạp lại xe em. Hai là lỗi ắc quy kém, bé 72%. Thì ECM này mình đã nạp lại rồi, reset rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua là kiểm tra ắc quy. Ắc quy người ta tắt máy này, nó có một chức năng khá là hay, đó là đó, thì để kiểm tra ắc quy thì chúng ta sẽ thực hiện sử dụng hai cái cáp nguồn của bộ máy ha. Dễ hơn là mình bấm sẽ kết nối hai cáp này. Cái cáp này có hai cái đầu kẹp ha, bốn cái kẹp. Mình sẽ rút cái cáp trong đó ra. Rút rồi cắm cái cáp này vô. Quay lại nè. Rồi. Rồi lúc này mình sẽ xuống cái chức năng đặc biệt nha. Chức năng đặc biệt. Xuống cái mục là kiểm tra ắc quy. Đó thì mình sẽ có thể kiểm tra thứ nhất là chất lượng ắc quy, thứ hai là dung lượng ắc quy. Sử dụng cáp máy hướng dẫn là sử dụng hai cáp này ha. Yêu cầu là ngắt cái buri ra. Ấn ok, ngắt buri ra, rút cái dây cơ buri ra giùm ha. Rồi sẽ rút cái dây buri ra. Rồi, để là mục đích của cái này là mình sẽ không cho nổ. Rồi chúng ta sẽ ấn khởi động ha, ấn khởi động trong 5 giây, bấm đề đi ha. Khoảng 5 giây ta ngưng. Rồi được rồi. Đó thì lúc này cái chất lượng ắc quy nó lớn hơn mức trung bình chút xíu thôi. Vậy thì nãy yêu cầu hệ thống phát hiện lỗi là bé hơn 72%. Hiện giờ các bạn đã quên đang. Đó thì cơ bản là có cái thiết bị thì mình có thể tư vấn dễ dàng hơn là xe của khách là có vấn đề về ắc quy ha. Nhưng mà dù vấn đề vẫn nổ bình thường nhưng mà ắc quy nó hơi yếu, hệ thống mình không hoạt động. Còn nếu trường hợp mà chúng ta không có cái ắc quy để chúng ta không có máy đọc lỗi mà để chúng ta kiểm tra như này á, thì chỉ còn cách cuối cùng là chúng ta thay thử ắc quy thôi. Dùng phương pháp là thay thế lò trừ, mình chấp nhận lấy một cái ắc quy mới đó mình thay cho khách. Nếu mà hết thì mình tính tiền ha, còn không hết thì bỏ vô lại, đúng không? Bỏ vô lại. Chứ còn xe đang chạy mà báo thay ắc quy thì cũng hơi khó. Đó. Thì hệ thống ba giấc máy thì dùng máy đọc lỗi nó sẽ dễ chẩn đoán hơn là chúng ta làm thủ công. Đấy. Và gần đây thì nó có thêm một số liên quan tới ba chữ tắt máy, đó là những cái hiện tượng mà vô lăng nó trả về rất là nhiều khi mà nổ, khi mà tắt máy đây bình thường nha, cái này của loại để nó sẵn là đèn chớp ha. Có nào gặp tình trạng đó chưa? Trong trong nhóm mình có ai gặp chưa? Bên cửa hàng bên chỗ Vinh là gặp được lần nào chưa? Dạ em chưa gặp ạ. Chưa gặp à? Dạ. Bên mấy chỗ cửa hàng kia có gặp chưa?
Giờ giờ chưa gặp luôn thôi. Chưa gặp luôn à? Thì bên Dạ. cái trung tâm mình là có gặp một cái y chang vậy ha, mình coi nè, mình giải thích luôn. Rồi, chào anh em nha, chiều nay nhận con AB bị lỗi ba chân tắt máy nha. Sau khi kiểm Đó, tra thì hai hai giờ cái rồi xe giờ này mới nó về lên chính nó thức hoạt thì động bình ok thường, nhưng mà nha, mỗi không lần nó tắt không nó hơi được. khó nè, lên ga vẫn Dạ nổ nè, rồi nha. nhưng mà khi mà muốn dừng nó dừng cầm chừng là bắt đầu nó hơi giật giật xe anh tí. Rất là khó chịu ha. Đó, nó là tắt máy Nó là sạch cái sạch cảm mấy giác cái thật nó mới luôn tắt. em. Lên ga lại, lên ga lại. Lên ga cho nổ lại. Đã tới rất êm êm bán không có gì em. Đó. Rồi Đó, nha. đó, 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 chưa chưa tắt. Rồi, nó gần 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 vậy. Nửa muốn tắt, nửa muốn không. Này được hả? Đâu rồi? Rồi, mình mới coi thử cái bên cái vô lăng nó như thế nào ha. Rồi. Đã tới là bình thường. Thế nữa. Đó, đã tới bình thường. Thì nó thường thường như để mình thấy là nó quay về là nó quay có một đoạn thôi, nhưng cái xe này nó quay về liên tục, nó quay liên tục ha. Đấy. Thì khi nó quay lùi như vậy á, thì lúc này là cái cơ cấu gọi là mình gọi là chó cam nữa đó, trên cái đầu 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 bò đó, tức là cái xe mình là nó bị kêu, tiếng kêu là tiếng cơ khí nó gõ cạch cạch nè. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là tại sao lúc nó chạy tới thì nó không kêu, đúng không? Lúc nó chạy tới thì nó không kêu, mà nó chạy lùi nó lại kêu. Đó, thì đây là mình phát hiện là cái vô lăng mình nó quay lùi, nhưng mà lùi rất là nhiều, nó lùi rất là nhiều ha. Cái nữa. Lùi nè, nó lùi hoài, nó lùi nó, cái cơ cấu cam của nó quay ngược, nên là nó đá vô cái cho cam á, à, đá vô cái gấu nó, à, nên là nó lùi quá nhiều. Thì cái phần này là chúng ta sẽ kiểm tra là khe hở số bắp nha. Thường thường là như mấy anh ở đây là chỉnh khe hở số bắp nó hơi nhỏ, à, chỉnh khe hở số bắp nó nhỏ, nên là khi nó quay lùi lại á, nó không có thấy được cái điểm dừng của nó, nên tức là cái lớp số bắp bị đội á, số bắp bị đội thì lúc này nó bị trống hơi, và khi nó quay lùi lại thì nó sẽ không không thấy được cái điểm dừng của nó cứ quay hoài luôn, mà càng quay thì càng kêu. Đấy. Thì một cái bình nó rất sức đơn giản đâu, là do thợ mình là thứ nhất là làm máy là chỉnh cò sát quá, không có thước lá đo, không có thông số kỹ thuật đấy, là chỉnh khe số bắp sai đó, thì khi nó quay lùi lại thì nó sẽ là quay liên tục như vậy, và nó sẽ tạo ra tiếng kêu. Thì cái phần này chủ yếu là chỉnh lại cái cơ cấu khe số bắp là hết rồi. Rồi họ hay kiểu như đi quay quen rồi, quay là chính xác, bắt ngang là ok ha. Cái này này cái gì nữa Cái này là phải có cái ở tiêu chuẩn. Cái đèn cóp hay gì ta? Ok ha. Luôn ha. Nó chỉ trả nhẹ lên cái thôi là nó im. Chứ còn trường hợp như là nó trả là rất là nhiều, nó trả cạch 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 liên tục. Đó thì mấy anh lưu ý kiểm tra lại cái phần khe ở số bắp nha. Đó. Là gặp bữa giờ cũng rất là nhiều à, nhiều anh em hỏi chỗ đó. Về sơ đồ hệ thống điện thì cũng giống như mấy buổi trước đó, thì trên hệ thống Elitop thì đa phần thì nó cũng không liên quan tới vụ đứt dây hay gì nhiều, mà chỉ liên quan tới những cái nãy giờ mình nói, ví dụ như là về garanti, về công tắc Elin, về AQUI, đó, đó, và xe dư xăng thiếu xăng, à, chúng ta đọc những thông số đó bằng máy. Chứ còn sơ đồ điện thì trên trên cái mạch người ta vẫn vẽ y chang cái những cái mạch khác đó, nhưng mà cái sơ đồ này thì nó có cái hay là khi mà chúng ta muốn kiểm tra đường điện trên trên hệ thống đó, thì người ta vẽ cái gì ở trên đây là mình sẽ đo và kiểm hết những cái trên đây,
tức là những cái mà nó có liên quan tới hệ thống, như cảm biến VS nè, cảm biến TP nè, cảm biến nhiệt độ nè, công tắc linh, công tắc chống nghiêng, ví dụ những cái như vậy ha. Những cái như vậy là nó vẽ trên một cái sơ đồ, mà khi chúng ta mở sơ đồ ra chúng ta coi á, nó vẽ cái gì là nó chắc chắn nó có liên quan tới cái đó. À, những cái phần sơ đồ này thì mình có cái video hướng dẫn về cách đọc sơ đồ rồi, ở đây mình không có nói sâu vào sơ đồ ha, thì chủ yếu hướng dẫn cho anh em, ví dụ như sau này muốn kiểm tra cái phần điện của hệ thống này ấy, thì mình lên các app mình coi ha. À, sơ đồ tôi vẽ, mình sẽ qua cái hệ thống đã mình có giới thiệu ban đầu á, hệ thống trên xe Yamaha Janus, là hệ thống cũng là gọi giống như Alien Stop á, nó ký hiệu chữ A và có chữ A ốp nè. Nó không gọi là hệ thống Alien Stop, nó gọi là hệ thống Stop and Start. Stop and Start trên xe Yamaha. Tức là xe này là sử dụng motor đời bình thường luôn, giống như xe rim luôn. Nhưng mà nó vẫn có ba giật máy, à, một cái phát minh cũng cực kỳ hay. Tiết kiệm, đúng không? Không sử dụng đề từ, đề cơ thôi, đề motor thôi. Nhưng vẫn có ba giật máy. Đấy. Thì cái việc tắt máy thì dễ rồi, tắt máy thì cứ ngắt sang ngắt lửa là tắt thôi, ngắt sang ngắt lửa là tắt thôi, chứ không có gì đặc biệt. Đấy. Cái khó là gì mà anh, cái khó chỗ nào? Khó chỗ nào mình tắt thì dễ rồi, cái khó là chỗ nào anh nào biết? Cái khó ở chỗ là mình làm sao mình lên ga mà nó để lại, đúng không? Lên ga mà nó để lại thì cái xe này chắc chắn là xe Janus, anh biết đúng không? Yamaha Janus nè, những cái xe Latte này là nó có hệ thống, có công tắc này, tức là nó có ba giây tắt máy. Đấy. Khi bật xuống chữ A như này là dừng, cầm dừng khoảng 3 giây là nó tắt. À, thấy anh Đức mới vào, chào anh Đức nha. Trời ơi, bây giờ một số anh mới vô, Thành Vinh nữa nè, quá trễ. Anh Đức nghe nói không Đức ơi? Anh nào phát biểu thì mở cái ký hiệu Miro trên màn hình này trước á, trên màn hình của mình á. Tôi nói là tôi tắt tiếng mà anh hết rồi. Anh, ủa anh Võ Thành Vinh bây giờ có học không ta? Hay là giờ mới vô? Mở tiếng lên, mở tiếng lên, mở tiếng lên không nghe. Rồi nghe rồi, nói đi. Em mới quên, em mới mở vô nè anh. Trời ơi, đại học gần xong rồi giờ mới vô, nãy giờ đi đâu? Ủa vậy vậy bên cửa hàng trung tâm mình là tới hai bên luôn hả? Dạ em Vinh Vinh lớn. Vinh nhỏ hả? Dạ em kia thì Vinh 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 nhỏ. À, bên đó bây giờ đủ người chưa, mấy người rồi? Bên này ba thợ rồi anh. Ba thợ. Ok, được rồi. Huy bữa giờ nó đi cửa hàng chưa hay là bạn ở đó? Mới đi hôm hồi sáng hôm nay thôi, hôm qua còn ở cửa hàng mình. Rồi, ok. Rồi chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục ha, tắt tiếng với anh nha. Nó xong này rồi mình nghỉ. Thì trên cái dòng xe Janus hoặc là những cái xe Yamaha mà sử dụng motor đời bình thường á, thì nó vẫn đưa vào hệ thống ba giây tắt máy, tại vì nói chung là vì chiến lược cạnh tranh thôi. Dù xe đề từ thì công nghệ nó cao hơn, còn xe đề cơ đề bằng motor thì công nghệ nó đơn giản hơn. Ừ. Tuy nhiên những cái xe này á, là nó cũng sử dụng là điều khiển đề của IC, tức là cái relay đề của nó là sẽ do con IC điều khiển. Ví dụ cái relay đề của nó sẽ là cái số 5 nè, rồi đề của nó là sẽ đi điện về cái số 8, số 8 là ESU hay là IC á. Tức là lúc này cái việc đề là nó do IC nó khiển, khiển đề le. Cái nút đề chỉ là cái tín hiệu gửi về IC thôi. Đó, thì cái này anh nào mà chưa rõ thì mình có thể coi lại cái bài hôm trước là mình nói về cái nguyên lý đề á, đề cơ đề từ á. Thì các dòng xe sau này là đều là đề đề quay xe hết. Đề quay xe hết, ví dụ như là khi mình bấm công tắc đề á thì tín hiệu đề nó chỉ gửi về tới IC thôi, còn cái việc đề hay không là do IC nó khiển. Đấy. Nên là cái việc đề ở đây thì nó ứng dụng cái đó lên cái hệ thống ba giây tắt máy luôn, nhưng mà nó không gọi là ba giây tắt máy, nó gọi là start stop ha, à, dừng và khởi động lại. Thì cái việc dừng lại khi mà mình
đậu đèn xanh đèn đỏ thì nó tắt động cơ là cái đó là cái dễ đúng không, tắt động cơ là xe nó ngắt xăng ngắt lửa là nó tắt thôi đấy. Còn cái khó là gì, khi mà lên ga là làm sao nó phải đề lại đó, thì ở đây cái đó nó chỉ làm được trên những cái xe mà nó có điều khiển đề VC à, chứ còn nếu mà giống như xe rim mà thua à, xe rim là lên ga nó nào đề được đâu đúng không. Đấy, trước nó có chế cái công tắc là chỗ cái trụ ga của bên thằng con á, kéo cái ga lên cái đá công tắc cái nó đề đúng không. Tuy nhiên thì xe bây giờ là xe FI, cái việc điều khiển đề là gì của IC, khi chúng ta kéo tay ga tín hiệu nó gửi về IC là IC nó sẽ kích hoạt relay và relay nó đóng điện cho motor là nó đề thôi. Đó. Thì cái vấn đề hôm trước mình nói cũng khá là kỹ. Đấy. Bây giờ mình hiểu đơn giản là khi chúng ta lên ga thì lúc này IC nó khiển relay, relay nó sẽ cấp điện cho motor giống như xe rim thôi. Đấy. Thì cái khó của thằng đề cơ nó khác thằng đề từ là gì? Khi mà chúng ta tắt máy thì nó không có quay ve được, nó không có quay ve quay lùi được, đúng không? Đó giờ mình nói là đề từ ấy, là khi tắt máy là nó dừng lại khi nào ta? Ở lại Vinh nãy có nhớ không? Khi tắt máy là động cơ mình sẽ dừng lại khi nào? Kỳ số 2 anh. Đồng số 2 là kỳ gì? Để kỳ nén. Đúng rồi, kỳ nén ha. Đối với cái xe đề từ là vô lăng nó quay ngược lại, tại vì nó điều khiển bằng từ mà, nó đẩy tới cũng được, nó đẩy lui cũng được. Nhưng bây giờ nói đối với xe mà đề bằng motor nè thì làm sao nó quay lui được đó, em suy nghĩ à, giờ làm sao nó quay lui được, có cái nào quay lui được không? Tại vì nếu mà để nén á, thì lúc này là mình đề lên là nó không nổ được đấy, đúng không? Tại sao vô đây làm nhìn cái hình đầu tiên nè, là khi mình dừng nè đúng không, là bích long nó đẩy lên tới đây là nó đứng nè đó, nó nén là đứng nè, thì lúc này sẽ bóp đóng hay mở đó, anh Vinh lớn là lúc này sẽ bóp đóng hay mở, anh mở tiếng lên, mở tiếng lên. Dạ cái đó sẽ bắp đang mở anh. À, đang nén mà sao mở được anh, nó quay lại nó đang nén lên tới đây mà, tức là mình nghe rõ không? Tức là khi mình tắt máy chìa khóa đó, xe đang chạy đi mình tắt chìa khóa mình nghỉ, À. thì lúc này nó quay trớn quay trớn quay trớn và quay lại là tới kỳ nén là nó phải đứng, thì lúc À đó đúng rồi, đúng rồi, tắt máy. Dạ. là nó bị cản, là lúc đó hai xe bóp mình sẽ đóng nha. Nên là cái xe đề từ hồi nãy chắc anh vô chưa nghe chưa kịp, xe đề từ hồi nãy là nó chơi nó quay ngược cái vô lăng, nó trả ve lại một kỳ là nó trả lời kỳ hút nè, hút và khi nó đề là nó hút vô là nó nổ luôn. Còn xe này là xe sử dụng motor bình thường nên là tới đây là đứng nè. Bây giờ motor đề bình thường thì đâu có quay dê được, không qua cái thớt đề đâu có quay dê được, do đó đối với một cái xe đề cơ bình thường khi tắt máy dừng lại kỳ nén sẽ bóp đóng, thì khi sẽ bóp nó đã đóng rồi thì không có cách nào mà nó cho xăng vô được hết đúng không, xăng nó phun ngay đường không đạm mà, xăng phun ngay co xăng thì làm sao cho xăng nó vô Đúng rồi. mà nó nổ. Nên mấy anh để ý nha, cái xe mà sử dụng đề cơ khi chúng ta đề nó không bao giờ nó nổ nhanh như cái xe đề từ được, mình bấm nó phải ẹt ẹt mấy cái nó mới nổ à. Còn xe đề từ có thể mình bấm một cái là nó nổ liền, tại vì xe đề từ là nó đề một cái là nó hút xuống à, là xăng nó vô liền. Còn xe đề cơ là luôn luôn là đẩy lên đấy, mà đẩy lên thì nó nén. Bây giờ hỏi nè, bây giờ nó nén nè, nó nén cái gì trong đây mà anh nén gì? Tức là tắt máy là nó dừng lại ở vị trí giữa này đúng không, bê tông hầm đây, giờ đề lên nó nén là nén cái gì, có gì để nén? Em nghĩ là nên xăng hay là nên nên xăng. Xăng vô đường nào, xe bắp nó đóng mất rồi đúng không, nó đóng mất rồi, giờ chỉ nén là nén không khí thôi, có cái gì đấy, đúng không, nén không khí thôi. Rồi giờ lên tới kỳ nén cuối kỳ nén bu đi đến lửa lên nó cháy, cháy cái gì cũng không có gì cháy luôn đúng không, rồi kỳ xả là xả ra cái gì cũng không có gì xả luôn à. Rồi nó quay tới cái kỳ nạp tiếp theo nữa đó thì cao nó mới đá cái xe bắp đi xuống, là lúc này nó mới hút xăng vô được và nó mới nổ. Như vậy là nó mất một đoạn quay từ đây qua tới đây là không làm gì hết đó. Nên là mình để cái xe mình cứ ra mình bấm cái xe đề cơ của mình á, mình để mình sẽ đề ẹt ẹt mấy cái nó mất một nhịp đầu nha, nó mất một nhịp đầu sau đó nó mới nổ, không bây giờ nó nổ liền được, tại vì nó đang dừng lại là nó đang ở kỳ nén,
mà đang ở kỳ nén là hai cái bóp nó đóng mất rồi, nên là khi mình đề lên là nó nén không, rồi nó nổ không, nó xả không luôn, không có gì hết. Rồi nó qua cái kỳ hút tiếp theo nữa thì nó mới mới hút vô rồi nó mới nổ được. Đó là cái bất bất lợi của xe đề cơ. Còn xe đề từ hầu như là xe nào khi mình tắt máy là vô lăng nó cũng quay về hết, rõ ràng nó mình thấy ha, vô lăng nó quay về hết nè, mình cho mấy anh mà vừa mới vô coi lại. Đó. Xe này bắt đầu chạy nè, bắt đầu chạy nè, cái bít tông này có máy quay tới nè, cùng nhịp đồng hồ nha. Đó. Để chân xuống là tắt nè, tắt nè, yeah nè, đó, để lùi là cái là kỳ hút, để đề là hút xuống nè, đề là hút xuống nè, hút xuống là kéo xăng vô là nó nổ luôn. Đó, xe đề từ nó hay chỗ đó ha. Đó. Thực tế là vô lăng đang chạy máy nè, bây giờ quay trớn nè, rất nhiều lắm, quay rất nhiều vòng trớn, rồi tới chỗ nào nặng nhất là đứng nè, đứng nè, dê lại nè, đó hay à, cái xe đề cơ làm gì dê được, đó xe đề cơ là chỉ có tới thôi, xe đề từ mới quay dê được, đó, nên là khi nó ứng dụng cái xe đề cơ mà nó làm được cái hệ thống ba giác máy thì cũng là một cái nghiên cứu rất là hay. Bây giờ tắt máy thì dễ rồi, đúng không? Tắt máy thì ok, muốn tắt thì tắt, ngắt sang lửa tắt thôi. Về làm sao lên ga đề lại cho nổ. Nếu mà chúng ta lên ga nó đề nó cứ ẹt 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 khoảng tầm 3 4 lần thì nó mới nổ, thì lúc này chậm quá. Xe của người ta lên ga là chạy liền, còn xe này cứ lên ga nó cứ ẹt 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 rồi cái nó mới nổ. Thứ nhất là nó không chà không nhảy, đúng không? Thứ hai nữa là đang dừng đèn xanh đèn đỏ mà mình đề ba chậm quá là làm sao nó ủi đít mình. Đúng không? Đó. Thì kỹ sư Yamaha nó mới nghiên cứu ra, à bây giờ tắt máy xong nó không có xăng nó nổ đúng không, thì giờ nó sẽ thực hiện làm gì, phun nhiên liệu ngay lúc tắt máy, thấy nè, phun nhiên liệu ngay lúc tắt máy à. Tức là khi dừng ngầm chừng là nó sẽ phun thí một lượng nhiên liệu vô chỗ này luôn à, phun thí vô đây luôn à. Đó, để làm gì, để khi mình lên ga đề lại là lúc này trong này có xăng rồi, và nó sẽ đẩy lên cái là nó đánh lửa nổ luôn à, như vậy nó sẽ rút ngắn được cái thời gian đề ba của nó từ 0.8 giây xuống còn 0.4 giây thôi. Đó thì hệ thống này nó gọi là hệ thống khởi động nhanh, khởi động nhanh à, phun nhiên liệu ngay lúc tắt máy đó. Anh hiểu rõ chỗ nào à, đó là nó không quay về được, bây giờ nó chỉ quay tới thì nó phun thí một lượng nhiên liệu khi mà nó tắt máy à, lúc mà chạy cầm chừng á. Nên là mấy anh để ý trên cái vô lăng của xe Janus là nó có hai con CKB, ngay góc này một con và ngay góc này một con. Cái con trên này là của hệ thống phun xăng lửa bình thường nè, còn con dưới này là con nó phun thí nè, con CKB này nó báo vị trí mà dừng cầm chừng á, quay tới đây là nó phun thí một lượng nhiên liệu đấy. Hay nói đơn giản là xe này là có hai công kích đây, cái hình tôi chụp thực tế nè, hai công kích ha, hai con CKB đấy. Ở trên này là một con kích xăng lửa bình thường, nổ bình thường. Dưới này là một con kích đó, để nó phục vụ cho hệ thống dừng cầm chừng. Đấy. Có nhiều anh hỏi, ủa sao xe này tới hai con CKB, không? Nhiều anh nói, cái này chắc nó làm xe cua hơn con này, thấy con kia bỏ qua. Đúng không? Anh Liêm thấy thấy cái này chưa? Thấy hai con kích chưa? Chưa chưa này, chưa mở Chưa lại, thấy rồi. Đó, chưa đây chưa nè. mở luôn. Đó, nên nhiều khi mấy anh không tiếp xúc nó thấy lạ, xe này tới hai con ha. Đó, con này trên này rút ra là nó không nổ được, nhưng mà con dưới này là rút ra vẫn nổ bình thường nha, nó mất 3 giờ tắt máy thôi. Đó, thì theo anh bây giờ thằng Yamaha hay hơn hay là Honda hay hơn? Đấy. Giờ hỏi ngược lại hai công nghệ thằng nào tốt hơn? Theo Liêm đánh giá thằng nào ngon hơn? Căng quá thầy ơi. Tức Nhưng là mà theo nghĩ là em nghĩ à. là cái sự cái hay hơn á thì Honda nó hay hơn, Ừ. vì Yamaha nhìn đơn giản còn thấy như vậy nó là cũng rườm rà rồi, Được hả? cứ cảm nhận đầu tiên là nó rườm rà rồi, nhưng mà cơ bản thấy Honda thì nó tiện hơn, thì khi đề cũng êm hơn, ví dụ vậy. Nói chung về công nghệ thì đề từ là ok hơn rồi, nó êm hơn, nó bền hơn. Còn lần này thì nó đề cơ, đề motor mà cứ dừng đèn đỏ tắt,
xong rồi lên ga đề lại. Thứ nhất là tiếng kêu đề nó ẹt cái nó mới nổ chứ nó không êm như người kia. Đề là nghe tiếng đề rất là rõ, nhưng mà mình chạy như vậy thì một ngày mình dừng đèn đỏ bao nhiêu lần, mình đề bao nhiêu lần thì nó cũng mau hư. Tất nhiên thì về giá thành đúng không, giá cả sản xuất thì cái thằng này nó lại rẻ hơn rất nhiều đúng không. Nó sử dụng mỗi cái motor đề bình thường thôi, gắn thêm một con CKB đó là nó rẻ rất nhiều, và nó sẽ cạnh tranh về giá với lại Vision. Cho nên cái dòng này ra là Janus là nó cạnh tranh Vision. Dù xe kia là nó có hệ thống 3 giây tắt máy thì xe này cũng có đúng không. Xe Yamaha thì xe Vision nó có Sparky, thì xe Janus này nó cũng có Sparky. Nhiều người mua người ta không hiểu sao bên trong với mình, người ta chỉ biết là xe này cũng có Sparky, xe này lên ga vẫn chạy, cũng có 3 giây tắt máy y chang xe kia thôi, nhưng công nghệ trong hoàn toàn khác nhau. Đó là tại sao Vision nó bán ba mấy 40 triệu mà xe này nó bán có 2 mấy triệu thôi. Mỗi cái nó có cái ưu điểm riêng. Đó là cái CKB đề cơ bình thường ha. Ở sơ đồ hệ thống thì cũng có trên trên các app hết rồi đó. Thì khi chúng ta cần đo đạc tra cứu gì đó thì trên lên sơ đồ chúng ta mở cái sơ đồ mạch của xe đó ra, những cái gì nó liên quan tới là chúng ta kiểm tra hết, dù công tắc chỉ cầm chừng nè, rồi nó đưa map rồi nói với chân 32 nha bạn. Ví dụ chúng ta muốn kiểm tra công tắc, muốn kiểm tra cái tín hiệu nó đưa về chiếc IC thì mình mới biết chân số nào chân nào đúng không, rồi nó đưa cái gì về dương về hay mát về đó. Rồi CKB 1, CKB 2. CKB 1 là tín hiệu để phun xăng đánh lửa. Rồi về chân 6, chân 12. Rồi CKB 2 là tín hiệu của 3 giờ tắt máy nè. Đó là nhiều, nó mất cái này, nó chết con này là đứt dây. Này, nó cũng không hoạt động được hệ thống đó, nên là mình mới có kèm nó cái sơ đồ để mình tra cứu, mình đo đạc cho nó nhanh. Đấy. Đó, thì đó là những cái về sơ đồ bình điện ha. Thì qua cái dòng mà Yamaha NVX hoặc là Grande thì nó lại sử dụng đề từ nha anh, cũng là 3 giây tắt máy nhưng mà sử dụng đề từ. Đề từ thì nó lại công nghệ nó giống như Honda đấy, nghệ trang ha. Chứ còn còn hồi nãy chỉ có một cái thằng đó hơi là lạ thôi, chứ còn nói về đề từ như NVX hay là Grande là y chang ha, cũng không khác gì hết, cũng gồm các cái đề từ rồi các tín hiệu TB, ECT cảm biến tốc độ ha. Đấy, những dòng mà này có ABS á, thì cảm biến tốc độ nó sẽ báo về cục ABS, rồi cục ABS nó mới gửi về IC ha, SGCU là IC của Yamaha, nó cái hiệu thôi. Đấy, nó phải liên quan tới cái cụm ABS, cảm biến tốc độ nó lên ABS rồi mới lên IC rồi mới lên đồng hồ. Đấy. Nên là nhiều anh cũng gọi hay hỏi là ủa sao cái cảm biến tốc độ công tơ mét của Yamaha em đo nó lên đồng hồ nó không thông, đúng không, nó không thông. Đấy, nó không phải giống như Honda cảm biến tốc độ nó không lên đồng hồ mà nó về ABS hết, ABS rồi ABS nó mới lên. Nên là mình cũng để mấy cái đó ha. Nó còn một cái hệ thống nữa mà hệ thống này cũng ít nhưng mình cũng nói thêm để anh em có gặp, thì hệ thống này cũng na ná giống như là Aerostop ha, nó ghi là Smart Idle. Thì này là trên SQM ha, SQM nó có cái hiệu Smart Idle, nó cũng có cái đèn ở trên tấm lô nên là Smart Idle, đèn xanh xanh nữa này. Thì mình cũng biết à, đó là cái hệ thống giống như 3 giây tắt máy ha. Đó thì tổng hợp về những cái thông tin về hệ thống 3 giây tắt máy thì nó tương tự nhau mà, chủ yếu là hai dòng cơ bản là đề từ và đề cơ thôi. Còn sơ đồ thì đơn giản à. Mình có một cái ban cũng khá là vui là không biết anh em nào gặp chưa, cái này anh chia sẻ trên mạng nè, mình gặp con Vision K44 tắt nút idling stop là không đề được luôn. Khi bật nút idling stop thì không cần đề, chỉ cần bóp thắng là nó đề được đó. Anh nào nghiên cứu giải thích được không, khi mình tắt idling stop là đề không được, bật idling stop lên không cần đề bóp thắng là đề luôn. Có anh nào gặp chưa? Mình mới nghe câu hỏi này mình cũng ngáo người mà. Ủa em lên stop liên quan gì tới cái việc đề ta, anh đề thì anh cứ bốc thắng anh vẫn đề thôi, nhưng mà tự nhiên anh bật em lên stop mà anh đề không được, ủa như vậy là sao đúng không. Đấy. Nhưng mà cái trường hợp này cũng có nhiều anh gặp rồi chứ không phải là không nghe. Đấy. Tôi thấy cũng 2-3 người hỏi vấn đề này, có nào biết tại sao không?
anh nào giải thích được thì mình nghĩ đấy. Anh Liêm nghĩ ra không? Đấy, anh Liêm làm gì hỏi anh trước. Bật nút idle stop là không để được. Đấy, mà Đây đang đang suy nghĩ giữa là công tắc bút đề được, công tắc có vấn đề gì bật nó lên top không để được, bạn cũng phải lên top mà để đối có với khả năng dụng công tắc là nhiều. tức là nút lên top là cái nút mà để kích hoạt cái đóng bay thang máy thôi chứ liên quan tới cái nút đề đúng không? Đấy. Tắc đề Sao dù công tắc nó thức vấn đề anh thầy anh? Không, công tắc này công tắc lên top, công tắc nãy mình nói chữ A trên á chứ không phải là công tắc nút đề đâu. Tự nhiên bật cái đó cái nó đề cũng được, rồi bật xuống một cái thì lúc này là không cần đề, bốc thắng lại đề luôn. À, cái ban này nghe suy nghĩ nhức đầu lắm nhưng mà giải ra thì nó lại đơn giản quá anh, giải ra đơn phải giản. mở mở sơ đồ về, mở sơ đồ điện ra kiểm tra mới biết được, nhưng Đấy. nó thì hơi mơ hồ quá. Cái này giải ra thì nó đơn giản nhưng mà suy nghĩ mới đầu mình suy nghĩ mình ngáo người, tức là cái anh này là cái nút alt là ở trên, cái nút đề là ở dưới, cái giắc nó đều là 2 giây đó, là anh rút cái giắc ra sau đó anh cắm lộn đi, cắm lộn cái giắc, cái giắc nút đề anh cắm lên cái giắc alt stop đó, cái anh lên tới anh cắm xuống nút đề, cắm vừa luôn 2 giây y chang. Nên là khi anh cắm cái nút đề lên alt stop á, anh bật off thì làm sao đề được, đúng không? Bật off làm đề được nhưng mà anh bật on cái anh bốc thắng cái lá đề luôn đó, đúng không? Đó là anh cắm lộn cái giắc thôi, cắm lộn cái giắc và đưa thợ là giật lên bờ xuống ruộng. Sao bật cái nút này lại đề được mà bật tắt lại đề không được, mà bật lên thì lúc này không cần đề, mà bảo thắng là đề luôn đấy, là do nó cắm lộn đó thôi anh. Gặp hai ba người hỏi rồi Ôi này hại hại não quá thôi. à, tại vì giắt 2 giây 2 chân y chang nó gần nhau nữa đó. Nó là vô nhiều cái là không không người giải thích được ha. Đấy. Các công cụ chẩn đoán thì nãy mình cũng nói rồi ha. Đó, thì cái lỗi này nó liên quan nhiều tới máy đọc lỗi ha, sử dụng máy đọc lỗi thì mình phân tích dữ liệu nó mới ra được, nhưng mà tóm lại là nó có 2 vấn đề chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cái guarantee, thứ hai nữa là cái quy, rồi sau khi xong 2 cái đó rồi là chúng ta phải kiểm tra lại cái tình trạng của cái máy chúng ta có nó hoạt động ổn định hay không. Đó, nó đơn giản thôi, cái máy nó nổ cực nó cũng tắt nha, cái bori nó bỏ lửa nó cũng không tắt đó. Nói chung mình phải làm sao đưa về cái trạng thái gọi là máy nổ tốt nhất, giờ mất nén yếu hơi nó cũng tắt, có nhiều cái lắm đấy. Nên là mình cứ làm những cái nào dễ mình làm trước, khó làm sao. À, rồi cái nội dung hôm nay tới đây là mình hết nha anh em, có câu hỏi gì thì mình